Xin chào các bạn nha, chú Chính, chú Chính Chính kêu mình qua cắt cho mình cái mớp. Chú Chính trồng nè, quá chừng mớp luôn á. Nó đeo lên mấy cây bưởi nè. Mấy cây trái mớp này là coi như nó bị chích hả Chính? Nó bị teo ngay chính giữa luôn. Ông gì mà đọc dữ không biết. Tái này non nha. Dạ. Tái kia hơi bự hơn. Hai tái là đủ rồi chứ. Đủ rồi, hả? Dạ. Lấy miếng cắt luôn cái này nữa chứ. Dạ thôi thôi, hai tái là đủ rồi. Tại vì ở nhà nấu hai tái là đủ được nồi canh á. Dạ. Cái dây ở dưới đây là dây dây bí đào. Nay nó ra bông rồi. Ừ, nó ra bông á. Ấy có trái nè em Chính ơi. Có trái. Nè, có cái con nè. Ừ. Còn cái dạng ngoài thì chú trồng hai ba thứ. Ừ. Nhưng mà nó chưa có lên đều, chỉ có cái mướp giai đoạn đầu à, đợt đầu. Còn cái chú Chín mới bỏ đợt sau như bí xanh á. Ừ. Cái này cũng có trái nè. Ở trên nè, ở nó trái quá chừng luôn. Cái mớp này hình như cái mớp loại ngắn ngắn. Dạ. Còn đây là chú trồng bí. Bí này nữa cho leo lên luôn. Dạ. Rồi cái dây mớp này giống mới. Giống mới là mớp thơm nè. Mớp hương hả em Chính? Ừ, mớp hương là mớp thơm. Ừ. Chất rồi anh ơi. Chất rồi. Ủa sao em Chính với chú Chính trồng gì cũng tốt hết trơn. Con cảm ơn chú Chính. Ừ, đấy, có đồng ăn chứ đâu có chú đâu tính bán gì đâu. Quá giá thì trồng vòng vòng cho con ăn vậy. Thôi khỏi khỏi em Chính. Con bỏ ở dưới. Con bỏ ở dưới. Bỏ dưới. Thôi con về chú Chính không Chính. Con về chú Chính. Hồi nãy chú Chính thím Chính cho mình ba trái mướp các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy hai trái mình lấy ra mình hấp nha, mình hấp với tôm. Tôm này là tôm càng xanh nhưng mà tôm này là tôm xô chứ không phải tôm cháu. Còn sống nhăn luôn á nha. Bây giờ thì mình sẽ bỏ tôm này vô tủ lạnh cho nó hơi cứng cứng lại cái lọc vỏ cho dễ. Bữa nay ăn tôm hấp mướp. Hôm qua là chú Chính gọi điện thoại cho chú Chính á, cái mình xin mình hỏi có bên chú Chính có lon bia không cho chia cho con, tại vì bên trường của Khánh Vy cô giáo bắt học sinh là phải đem lon bia lon nước ngọt vô để nộp cho trường. Một học sinh cũng nộp cả trăm lon á, nhiều lắm. Cái mình hỏi vòng vòng sớm mình chia lại nhưng mà không có. Thì cái chú Chính sẵn, cái chú Chính kêu ăn mướp hôm qua lấy. À, bên chú Chính có mấy trái mướp nè. Thì cái bữa nay mình mới qua. Còn tôm này á, là hôm bữa xúc á, cái còn lại cái mẹ rộng trong lưới á. Cái hồi nãy mình lấy mình bỏ tủ lạnh cho nó lạnh nó cứng lại đang mình dễ lột á. Rồi giờ mình lột mình làm tôm hấp mướp nha. Mướp nó đã ngọt rồi mà tôm nó hấp lên chắc nó ngọt lắm luôn á. Tôm này coi đầu gạch không luôn nè, đã chưa? Mình coi nè. Con thấy người ta ăn vậy á. Cái này là cái miệng của con tôm nè. Mình gỡ cái miệng nó ra, cái mình rút cái đầu nó ra luôn. Tại con tôm này nó có gạch khối nè, nó mình cắt hồi nó xuất cái đầu nó ủng. Cái hàm răng nó nè. Coi cái răng nó giống cái răng người ta quá. Con nào cũng có gạch luôn á.
chân của chị ba mình bị đau nữa rồi. Hồi nãy chị mới mới ngồi giỏng cái chị đứng dậy cái nó sao nó làm trẹo cũng gân, cái giờ hết đi được nữa rồi. Giờ mình làm hồi sáng là chị tính làm đồ ăn cho mình ăn mà giờ đổi lại mình làm cho chị ăn. Cái gì á? Giờ mình gọt mướp, mình sẽ lấy cái khúc mướp mà nó đều á, mình lấy hai cái nhỏ đi. Con dao bào mẹ nó, con dao bào nó đi chơi rồi nên là giờ nay mình lấy cái cây này mình bào. Cây này bào không có nhanh bằng nhưng mà bào cũng được. Cái món này á, thì mình hấp nha, nó thanh đạm lắm mà ngon lắm. Cái khúc này mình cắt ra vậy nhưng mà mình không có bỏ nha cả nhà, tại mình chỉ lấy cái khúc bự để mình ấy cho nó đẹp thôi à, còn cái khúc đó để hôm nấu canh. Mình lấy rau tôm mình nấu với mướp chắc cũng được, nồi ngọt chứ bộ giỡn ha. Giờ mình xắt cái mướp này ra khúc khúc, cái một hồi mình bầm tôm mình để lên mình hấp ngon lắm á. Ở ở trong mấy cái quán ở trên Sài Gòn đồ, Bến Tre mình cũng mới mở một cái quán giống cái quán đồ hấp á, là người ta chiên hấp hấp hỉ nhiệt, là cũng bán mấy cái này nè. Mà công nhận nha, hồi đó mình có đi ăn một lần, mình ăn không, mình không hiểu á, là tại vì quán người ta bán á, là đồ ăn nó tươi cho nên là hấp vô ăn thấy nó ngọt, hay là do hấp bằng cái nồi đó mình thấy nó ngọt, hay là tại vì mình ăn mình tốn tiền cho nên là mình thấy nó ngọt. Nhưng mà thiệt là mình ăn mình thấy thợ rau củ sao mà nó ngọt mà nó ngon kinh khủng luôn á. Con tôm này có, nó có gạch á, cho nên là bây giờ mình cắt cái đầu mình để riêng đó, mình để cái đầu lên đây luôn. Cái này để hồi nấu canh cũng ngon. Thịt tôm tươi ghê không, trong veo luôn mà nó sực 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 luôn nè. Bây giờ mình sẽ để tôm lên nha, nó nhìn giờ để lên là nhìn thấy hấp dẫn rồi đó. Nước sôi này nè, giờ mình gấp cái cục này mình bỏ vô mình hấp nha, mày hấp cũng nhanh lắm. Ủa mình đã quên lấy cái dĩa hấp ha. Dĩa hấp gì, bỏ vô dĩa hấp luôn hả? Ừ. Bỏ vô dĩa hấp thì dĩa hấp dưới vậy á, bỏ vô dĩa hấp luôn cũng được. Ờ, bỏ vô dĩa hấp đi cho nó Chín lẹ à? chín. Ừ, cái này hấp nhanh lắm. Để mình làm lại cái lần đầu tiên mình làm cho nên là còn lòng cộng. Cái này hấp nhanh là phải làm cái mình bỏ vậy thì dễ chín hơn rồi. Đã lấy sợ nó mềm á, lấy ra cũng cực đó nha. Không, mình hấp nó vừa ấy thôi à, mình đâu có cần, mình đâu có làm cho nó gục đâu. Còn cái chả không, tủ lạnh đó hai, còn cái chả không, tủ lạnh á. Rồi giờ mình để nắp lại.
là hai cái trứng vịt nha, là mà trứng vịt hấp. Đây một miếng nước mắm với một miếng hạt nêm. Rồi giờ mình chế vô đây miếng nước nha. Wow, đẹp quá. Rồi bây giờ mình gắp ra luôn nha. Bây giờ mình sẽ gắp lên đây một chút hành chén nha. Thơm lắm. Nãy còn mấy cái đầu tôm nè, giờ mình đổ vô đây mình nấu canh cho nó ngọt nha. Bỏ vô đây một miếng hạt nêm. Cái đầu này á toàn là gạch khối thôi mà, cho nên là mình để nguyên cái đầu mình nấu luôn chứ mình không có cắt cái đầu ra. Nước sôi thì mình bỏ mướp vô nha. Này là có mấy cái khúc mướp hồi nãy mình cắt ra còn dư á, thấy cũng nhiều chứ bộ, này cũng được nguyên tô canh luôn á. Tới đây nè. Xin mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình nha. Trời ơi, hấp dẫn quá. Bữa nay mình ăn cơm với thịt chiên nấu với ruột bầu. Coi thịt khói không à, trời lỗ đầu à. Rau tôm nấu với ruột bầu. Con này đầu tôm nấu với mướp ngọt. Đầu tôm với trứng tôm. Đầu tôm với mướp ngon lắm á. Ngọt dữ lắm luôn á, nãy hấp một cái trời đã. Cái món mướp này thì mình sẽ chấm với nước tương. Nước tương này thì có bỏ ở trong đây rồi, miếng ớt, miếng tỏi cháy rồi ạ. Tỏi cháy chứ không phải là tỏi sống. Nè, tỏi cháy nè các bạn, tỏi cháy với ớt đó, bỏ vô trong đây nước tương. Rồi mình ăn nha, xin mời cả nhà nha. Để mình chấm một miếng tôm này. Xin mời cả nhà ăn tước thử độc nha. Ngọt, chấm nhiều không mặn, không mặn không ta, ngon nè. Còn ong mình sẽ lấy một cái muỗng mình múc nước tương mình chế vô luôn. Hấp dẫn quá. Xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn cơm. Mẹ ăn thử đi mẹ. Đó, mình chan nước tương vô. Xin mời cả nhà nha. Không vô bự gì. Nãy về nhà không có gì ăn á, ăn cơm thông với nước mắm. Còn giờ thì ăn cơm xong rồi, giờ anh rồi ăn sao? Ngon á. Ngọt lắm á, tôm cũng ngọt, mướp cũng ngọt á. Cái nhiều nhiều vô mới ngon, tại mướp nó lạc sẵn rồi phải không? Mướp lạc. Mướp lạc, tép lạc, tôm lạc. Tại vì hồi nãy tôm không có nêm. À, để con lấy miếng trứng cho mẹ. Nè, trứng này nó mềm giống như tàu hủ vậy các bạn. Ăn miếng canh nè. Tôm có gạch nè. Còn gạch khối không á. Gạch khối hay gạch cục, gạch ống. Cái này ngon ghê không? Nó nè, không ngán được, nó nè.
cái trứng này ngon ghê. Dưa. Dưa. Ngọt. Nghe thích qua đây nè mẹ. Khoan để cô ăn thử cái cục này trước cái được. Mời cả nhà nha. Bự thiệt luôn á, sao hả bà Hồng thả vừa hay vậy? Không bự. Đó. Mẹ vô mà. Mình này gạch nè. Mình có trái mướp khô ngoài để đầu mùa mưa tầm ra. Nha. Nhúp gói cục mũm à. Mướp mướp là dài nè, hay giờ dòng mướp chín nè. Mướp canh nó ngọt thiệt luôn á. Hồi nãy con em dừa mà biết sao không? Giờ ăn lại thấy nó lạc. Tại mướp nó ra cái nước ngọt nữa á. Để ăn cái vàng trứng thì kìa. Cái đùm trứng. Cái canh nó ngọt thiệt. Mà cái màu đỏ này là đỏ của gạch tôm luôn chứ. Không có để phẩm màu nha. Cái này ăn không thì không cần ăn cơm. Ăn không thì ngon hơn. Ăn cơm còn nói. Ngọt thiệt chứ. Cái nước này thiệt chứ. Hết bổ cái nhiều nữa. Nấu đậm đặc luôn á. Nấu có tô hả? Có nhiều nước đó luôn á. Không tô à? Mình cháy ngọt. Đập ngon nè, cho miếng rồi. Cái trứng tôm ăn nó xếp xếp mà, béo béo à. Béo chắc do gạch đó, nó thấm nước gạch vô thì vậy. Chắc vậy quá à. Mà có trứng. Ừ, có trứng ăn hồi gầm lắm. Trứng đen ăn hồi gầm. Hiện tôm đóng gầm ăn hồi gầm. Hiện tôm gì đâu đóng gầm đâu. Tôm xanh nó không. Tôm gầm ăn ngày mắc ốm chết. Tôm xong có cái trứng ăn không gầm mẹ. Mấy bạn mà không có ở cái dùng xong nước á, nếu mà có ăn tôm càng xanh nào thì lựa mấy con nào đừng có bị đen đen. Cái trứng càng trắng chưa? Càng tốt. Đậu trắng màu đỏ. Cái trứng chưa, cái trứng đu lên con tôm sống á, màu đỏ. Cái con tôm kìa. Con tôm nó đóng gầm là nó hơi gầm, nó thịt nó hơi gầm. Nó hơi gầm được. Hơi gầm nghe mắt ống. Nên da nó xanh xanh á. Da nó xanh xanh. Nó hơi gầm. Ủa mẹ không ăn nữa hả mẹ? Ăn vậy đó. Mẹ ngửi cái trứng nó ngon. Cái trứng này còn nóng mới ngon nha. Ở bên Trung người ta phải ăn cái kiểu này tiền. Nhưng mà người ta bỏ ớt với người ta cháy dầu với ớt nhiều vô. Xong đổ cái nước trứng này vô. Tao khoái ăn vậy á. Cái múc bỏ vô chén ăn vậy á. Cay lắm. Mẹ ăn thử đi. Ngon. Mẹ ăn chân nước không mẹ? Ừ. Mẹ còn thấy ngon mà. Mẹ còn cục gạch nè. Nương tiền. Mẹ ăn đi. Mẹ ăn cho nó ăn nhiều. Mẹ. Mẹ ăn dễ ăn thiệt. Dễ ăn. Này người lớn tuổi ăn được á. Này cho mấy bà già ăn già ngon lắm. Không, hồi nãy ăn nửa chén cơm canh. Mấy nước với mắm. Với mướp á. Hồi nãy con quên ví dụ có chiên thịt rồi, dì hai hỏi có gì ăn cơm không? Con nói không. Thế chưa làm gì, dì hai hỏi xuống về nhà chưa ăn cơm, con ba chưa luôn. Mà thiệt con chưa ăn. Ba cũng chưa ăn mà. Sáng giờ đi công chuyện vậy đó bụng quá trời. Thôi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chúc cả nhà có một ngày thiệt là vui vẻ. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.